Vì sao cố nghệ sĩ Vũ Linh không công khai chuyện có con gái là Hồng Loan? Gần 40 năm qua, khán giả đều nghĩ rằng Vũ Linh sống độc thân, không vợ không con, ông đang sống cùng em gái ruột là Hồng Nhung và cháu gái là Hồng Phượng. Thế nhưng, trong đám tang của cố nghệ sĩ, Hồng Loan bất ngờ xuất hiện đội khăn tang cho bà Vũ Linh. Khi đó mọi người mới vỡ lẽ cô gái này tên là Võ Thị Hồng Loan, năm nay 37 tuổi, đang sống cùng chồng và các con tại quận 7. Ngày diễn ra tang lễ Hồng Loan cho hay ba Vũ Linh không công khai với báo chí là vì muốn cho con gái được yên ổn, vì Hồng Loan không theo nghệ thuật. Con gái Vũ Linh cho hay cô sống kín tiếng trong suốt nhiều năm. Chỉ có người thân và đồng nghiệp thân thiết mới biết cô là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ. Được biết những ngày ba Vũ Linh nằm viện, Hồng Loan cùng Bình Tinh luôn có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cho bà. Trước đây, Hồng Phượng thường xuyên đăng tải nhiều video trên kênh Youtube, khi đó Vũ Linh thường nói đến hai người con gái được ông thương nhất đó là Hồng Loan và Hồng Phượng khi ấy người hâm mộ nghĩ họ chỉ là hai người cháu của cố nghệ sĩ bên cạnh đó bình tinh cũng chia sẻ rằng hồng loan không theo nghề cô sống khép kín ít nói chuyện và không giỏi giao tiếp